Chiều ngày 7 tháng 2, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải, được điều động, phân công, giữ chức Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Theo các quyết định của Bộ Chính trị do Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính công bố, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Hoàng Trung Hải được điều động, phân công, giữ chức Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, được điều động và phân công tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.